はい、皆さん、こんばんは. Đã có ai chưa mà con băng qua? Rồi, chào các bạn. Nào, chúng mình hãy cùng ôn tập với Sensei nhá. Hôm nay sẽ là những từ vựng trọng yếu của bài số 1. Nhưng không phải là đi từ đơn đâu, đúng không? Mà mình muốn các bạn đi từ những cái cụm từ, đúng không? Đó, những cái này Sensei có post lên một số cái nền tảng rồi, đúng không? Nhưng hôm nay Sensei sẽ hỏi lại các bạn này. Sau lúc sau, sau mỗi cái unit ấy, đúng không? Nó sẽ có những cái phần bài tập đó và sẽ chữa cùng các bạn, đúng không? Để có thể ghi nhớ nhá. Từ này là gì đây? Nào, Quang ơi, em xem live của năm Gen hiện tại. Giờ Sensei khác nhiều. Ô, Sensei vẫn thế mà khác nào? Xinh hơn đúng không? Trẻ hơn đúng không? Bạn Quang Sensei không nhớ lắm. Cái tên này Sensei không để, đúng không? Có một số tên Sensei rất là nhớ, đúng không? Những tên này nó chưa có cái đặc biệt cùng với tên lắm nên Sensei không nhớ. 5 năm trước và hiện tại giờ Sensei khác nhiều quá. Đấy à, còn em đang ở đâu rồi? Nào các bạn comment giúp Sensei, đúng không? Thứ tự này kèm theo nghĩa của câu. Nhớ chưa ạ? Nhớ. Và chúng ta cố gắng đọc cả phần kanji nữa, đúng không? Đấy, những tấm chiếu cũ, tấm chiếu mới chúng mình thử xem nhá. Để dần dần sẽ có thể gợi mở cho các bạn, đúng không ạ? Đâu rồi các bạn ơi, học đi nào, không chơi cái dễ đâu nhá. Đối đầu à? Ừ, cũng được, đúng không? Đấy, ôi dồi ôi, nhiều cách dịch lắm, nghe hay đấy. Đúng không? Chữ này teki là chữ địch, đúng không? Lịch và trở thành trẻ kẻ địch ý, đúng không? Đó, teki ni mà wa sự, nhớ chưa? Đúng không? Đối đầu nhau, trở thành kẻ địch của nhau. Đó, cô thử có chỉ gợi cho bạn là biến thành kẻ thù, trở thành kẻ thù, ok nhá. Đúng không? À, nếu như bạn dịch đối đầu và cô vẫn chấp nhận cái ý này bởi vì cô thấy là nó vẫn hợp lý, đúng không? Mỗi vùng miền, mỗi cá nhân đôi khi cách sử dụng từ khác nhau và nghe nó còn rất là tùy theo ngữ cảnh mình, nó lịch sự hay nó một cách xuân xã, đúng không? Đó rồi, đúng Vinh ơi, đối đầu chuẩn xác, đúng không? Nó sẽ đọc là teki, teki ni mà wa sự, nó sẽ là đối đầu, nó biến thành kẻ thù của nhau đấy, đúng không? Nhìn đến viên mắt hình viên đạn đấy, chính xác nha. Đấy, cái cách mà Sensei dịch đây nó chỉ là gợi ý thôi, một trong những cách dịch nó sẽ gợi ý thôi. Nhớ chưa? Đó, các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể dùng những từ khác nữa. Nhớ. Cô ấy làm video ngữ pháp N1 đi. Ừ, ok, Sensei sẽ cố gắng làm trong thời gian tới, sẽ cố gắng là sẽ làm ra nhiều những video N1 hơn cho các bạn nhớ. Nào, tiếp theo chúng ta có câu số 2 nào. Đó, đọc nữa này và xong đoán nghĩa của nó. Vừa rồi có kẻ địch từ đây là gì các bạn ơi? Mikata, đúng không? Nó coi kẻ địch, ừ cũng được, chính xác nha Vinh nhá, chuẩn xác. Đấy, nhớ học được rất nhiều thứ, đúng không Vinh? Đó, Mikata ní na đâu, đúng không? Mikata không phải là cách nhìn đâu nhá. Đó, không phải là chữ kiến và chữ phương đâu nha. Đây là chữ vị và chữ phương, đúng không? Rồi, sẽ nhìn thấy rồi em Yến ơi. Em đang cài live stream của Sensei YouTube từ 5 năm trước tới ngày xưa là nói. Ơ thì bây giờ thì sao? Sensei vẫn nhẹ nhàng như thế mà càng nhẹ nhàng hơn đấy chứ, đúng không? Ơ kìa, nói thì mất quan điểm, có buồn, đúng không? Đang cài live của Sensei trên YouTube từ 5 năm trước thấy ngày xưa Sensei nói chuyện nhẹ nhàng lắm và bây giờ còn nhẹ nhàng hơn, đúng không nào? Nhớ nhá, em comment tiếp đi chứ để dở dang tới người ta nghĩ xấu về Sensei ra nhá. Rồi, ok, Mikata Nina độ, chính xác, đây là trở thành đồng minh, đúng không? Đó, trở thành bạn đều được nhá, trở thành đồng minh cùng phe với nhau. Đó, mình có thể mở rộng vốn từ tiếng Việt cho mình ra, đúng, trở thành đồng minh, đúng không? Đó, chung phe với nhau nhớ, đúng không? Đó, chính xác. Thì nó sẽ là Mikata Nina, chuẩn xác. Nào, từ số 3 của chúng mình nào, tìm cách đọc nữa nhá. Ừ, chào Tuấn, vào như nào. Nào, từ này sẽ là gì đây? Đó, bình thường trong cái unit 1 của chúng mình nó chỉ có từ Jumio thôi, đúng không? Nhưng mà Sensei muốn đi thành các cụm của chúng mình nữa để phải hình dung luôn nhá. Đúng rồi, chính xác. Chứ bây giờ học một từ vựng mà chúng ta chỉ đi mỗi từ đấy chưa đủ. Sensei rất muốn các bạn đi theo cụm nhá. Rồi, ok. Rồi, cùng phe chung thuyền đấy, cảm ơn bạn, hay quá, đúng không? Đã lên cùng một thuyền với nhau, ngồi chung thuyền, hợp lý, chứ không phải là phương đê, ní nô được, iso ní nô được. Nhờ, đó, cũng là chung thuyền nhưng mà thuyền rít thuyền rác nha. Đó, các bạn dịch các bạn rất là hay luôn, đúng không? Chuẩn xác, đúng rồi, cùng phe chung thuyền, Quỳnh Như rất chuẩn này. Tiếp đi câu số 3 nào, chúng mình đã comment được số tự rất là dễ nhá. Kéo dài tuổi thọ, đúng rồi, chính xác, tăng tuổi thọ cũng đều được luôn. Cái từ nồ bi đự sao mà nhiều thế, đúng không? Nó có hai chữ Hán nha. Đấy là chữ thân thì thường là phát triển chiều cao, đúng không? Phát triển về tăng trưởng ấy, dễ mọc dài ra này, râu mọc dài ra cái thứ chẳng hạn này, đúng không? Đấy, chân tay mọc dài ra, đúng không? Nhưng còn đi với cả những cái chiều tượng nữa. Ví dụ như là có thể là uriage, đúng không? Cái doanh thu nó cũng phát triển này. Và đây tuổi thọ được tăng lên, chính xác nhá. Em tò mò một điều, Sensei có phải chủ tịch cô C? Dạ không, đúng không? Nó chủ tịch giảm nghèo và cái kết à? Không có đâu nhá. Sensei là một giáo viên đơn thuần, đúng không? Đấy, vẫn cần mẫn 5 năm nay, 10 năm nay livestream đồng hành cùng với các bạn, đúng không ạ? Đấy, và hy vọng là mỗi lứa qua đi đồng hành tiếp lứa khác chứ không phải là đồng hành nhiều lần nữa nhớ. Quang nào nhờ để Sensei xem nào, đúng không? Em có thể ấn tượng gì với Sensei hay là đưa ra một ấn tượng không? Chứ Sensei nhiều tên quá nên Sensei không nhớ hết được, có những tên đặc biệt ấy, đúng không? Đó, hoặc là có những cái ấn tượng nào đấy ấy, đúng không? Để Sensei phải nhớ được Quang nhá. Chứ bảo xem Sensei 5 năm rồi đúng không? Mà dạo ở đây mới đây quay trở lại này. Rồi, chính xác, diêu miều, nhớ chưa? Nhá, mang nghĩa là kéo dài tuổi thọ. Nhớ diêu miều, chữ thợ mệnh mà nhớ không có trường âm nha. Nhớ chưa? Diêu miều để cho, đúng không ạ? Rồi, chính xác, diêu miều gà nổ bị đựng, chính xác nhá. Tuổi nó tăng tuổi thọ, kéo dài tuổi thọ hay tuổi thọ ngày càng gia tăng, đúng không? Đều được nhá, chính xác. Câu số 4 nào các bạn ơi? Đó. Con chùm cô C eo. Đấy, các bạn nghĩ là chủ tịch giảm nghèo và cái kết thì đúng không? Đó, dạ không ạ, em là người giáo viên nhân dân nhớ. Saino Nitoboshi đúng không? Đó, biết là Saino đơn giản quá. Saino đúng không? Tài năng. Nhưng mà đi với cụm của nó sẽ là gì các bạn ơi? Tài năng thế nào? Tài năng ẩn giật à? Tài năng gì các bạn ơi? Saino nào các bạn ơi? Đúng không? Đó, có tài năng rồi, những cái A đậu ai chúng mình bỏ qua nhá, đúng không? Đó. Đó, chúng mình có cùng nữa. Meguma đấy được. Meguma đấy được, đúng không? Đó, được thiên phú, có tài năng thiên phú, được trời ban cho tài năng, đúng không ạ? Đấy thì Toboshi, đúng rồi, đúng không? Là nghèo, chẳng có tài cán gì, chẳng có tài năng gì, đúng không? Rồi, chính xác nhá, thì nó sẽ là Toboshi. Nghèo này không phải là Mazushi, đấy là Mazushi nghèo về tiền bạc, còn đây là nghèo về trí tuệ, đúng không? Về tài năng, nhớ thì nó sẽ là Toboshi, đúng rồi, chuẩn xác nhá. Đó, thì chúng ta nhớ học theo cụm như thế. Nào, tiếp theo chúng mình đến với câu số 5 nào. Thiếu tài năng à? Ở tiếng Việt thấy nó hơi ngang ngang nhở, bất tài vô dụng, ở đấy cũng được nhá. Không tài cán gì, đã thấy chưa? Một từ những cô cái mà cô hiện lên ở trên màn hình cho các bạn, nó chỉ là một cái gợi ý cách dịch của Sensei thôi. Nhớ, các bạn có những cách dịch rất là hay luôn, đúng không? Không có tài năng gì, bất tài vô dụng, chẳng có tài cán gì, đồ vứt đi, nghe kinh quá, đúng không? À Thúy à, nghèo tài năng, rồi em nghèo túi tiền thôi, nghèo tài năng à? Ở tiếng Việt thì mình không dùng mấy từ đấy lắm. Nhưng tất nhiên mỗi người hay là mỗi cái vùng miền nó sẽ sử dụng những từ khác nhau và Sensei đều tôn trọng. Nhớ, những bạn cứ comment lên, nếu nó khác lệch hoàn toàn là Sensei mới nói thôi. Nhớ. Nào, chúng ta có trô sộ và tan sộ, nhớ, đúng không? Tan sộ là đoạn sở, đúng không? Là sở đoạn, và đây là trô sộ, đúng không? Đúng rồi, ý ca sự làm sống dậy có thể là kê kên, đúng không? Phát huy những cái kiến thức, những cái năng lực rồi, đúng không? Rồi những kinh nghiệm của chúng mình, đây là phát huy về cái gì đấy? Cái sở trường, cái thế mạnh của mình, chính xác, đúng không? Đó, thì chúng ta vừa nhớ được cái chữ Hán và cũng nhớ theo cụm luôn. Sensei rất muốn các bạn là luôn luôn học từ phải nhớ theo cụm, cả danh từ, cả động từ, thậm chí tính từ nữa. Nhớ cái gì nó phải theo cụm, chả bao giờ người ta hỏi các bạn từng cái từ này nghĩa là gì, đúng không? Phải đặt trong ngữ cảnh chứ, đúng không? Từ đấy ngay cả ngữ cảnh mà Sensei đưa ra mới chỉ một trong số thôi, đúng không? Nhưng mình sẽ ít nhất là nhớ được, nhớ. Em là fan mẫu Sensei, em đang bắt đầu xem video từ thầy Sensei chưa sâu mặt cơ, cảm giác hồi đó nói chuyện như gái 20, ôi trời ơi, và bây giờ là như gái 18 đúng không em? Rồi, chính xác, phát huy sở trường, phát huy thế mạnh của chúng mình nhá. Và y ca sự có thể là kê kê nữa này, phát huy những kinh nghiệm, đúng, chính xác nha. Rồi, trước khi chúng mình đến với câu số 6 nào. Kitai ni kotai được, đúng không? Kotai được nó không phải là chữ đáp để mà trả lời cho câu hỏi, giúp em trả lời những câu hỏi, không nha, đây là chữ ứng. Và ngữ pháp của chúng mình trong N2 mình có ngữ pháp là ni kotai te để đáp ứng lại, và cũng hay đi với những từ là yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn, nhớ chưa ạ? Đó, thế này sẽ là gì các bạn ơi? Từ số 6 nào, lát nữa chúng mình sẽ đi đến phần bài tập nhé. Còn bây giờ chúng ta kiểm tra nốt lại một số những cái từ vựng trọng yếu của unit Toichi, đúng không ạ? Nhớ. Rồi, chính xác. Rồi, các sếp ơi, các sếp và Tùng Giang, Quang, Lê Phúc, Nghĩa Tâm Ma này, Hoa Thị Tiên này đâu rồi? Mấy các bạn này mùa nào cũng xem đúng không? Và Sensei biết là các bạn đã nâng trình rất là nhiều rồi. Tùng Giang đang học lớp N1 thì đúng không? Đó, nhưng mà đấy, những người chăm chỉ người ta cứ chăm mãi thôi, đúng không? Còn những người mà chưa chăm thì cứ mãi không chăm thôi nhờ. Rồi đáp lại những kỳ vọng, chuẩn xác. Mà đi ngược lại những kỳ vọng có thể là Hansu đỡ, Ni Hansite, hoặc có thể là Uraki đỡ, đúng không? Nó phản bội lại những mong muốn, kỳ vọng, chính xác nhá, đúng không? Kitai ni kotai đỡ, đáp ứng với kỳ vọng, đúng không? Đáp ứng với kỳ vọng đều được. Rồi, từ số 7 của chúng mình nào, đọc Sensei đã nhá. Tiếp theo chúng mình đến với từ số 7 nào. Chọn gì đây? Rồi, đáp lại kỳ vọng, chính xác, đáp ứng, đáp lại được hết, không chấp nhận hết, đúng không? Từ này sẽ là kuro kasane được, kuro, nhớ chưa nhá? Nào, xem các bạn chọn cái này từ này gì đấy các bạn ơi? Kuro. Chọn số mấy nào các bạn comment cho em nhá. Bạn đã nhìn thấy chưa? Các bạn comment CC nào, đúng rồi, đáp lại với kỳ vọng ní cô TT, đúng rồi, khổ sở trồng chất, đúng rồi, chính xác, kudo kasareru. Kasareru gốc rễ của chúng mình là chúng ta xếp chồng lên nhau, mặc hai cái áo vào với nhau ấy, đúng không? Đó, hai áo len, đúng không? Lạnh quá mặc hai áo len cũng là kasareru, trồng những cái đĩa ở trên bàn cũng là kasareru, đúng không? Rồi chính xác nhá, khổ sở trồng chất. 10 điểm là tiếng Nhật nhưng mà 5 điểm tiếng Việt nhá, Quang Vinh nhá. Chồng chất thì phải chồng lên nhau ấy, đúng không? Chứ còn chồng này chồng ngược lại với kỳ vọng, sử dụng hantai không? Hantai là đi kiểu như hantai là đối ngược ấy, đúng không? Hantai với sanse, em phản đối đối ngược thì mới là dùng cái từ hantai. Yên nhá. Còn nếu mà để đi ngược lại trái lại với nó thì mẫu câu đáp ứng lại sẽ là ní cô tê tê. Còn đi ngược lại sẽ là ní han chi tê, chỉ là han chi tê thôi. Han có một chữ han nhưng không phải là hantai. Đúng không? Hantai no imi từ trái nghĩa. Đấy, chứ còn trái ngược lại, đi ngược lại với yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn phải là hanshite. Thậm chí có mẫu câu hanmen đấy, đúng không? Có mặt này, có mặt kia mà hai mặt đối lập trong cùng vấn đề. Đó, nhìn thấy chưa, đúng không? Thì ta sẽ thấy là những năm gần đây ấy, nó sẽ cho những cái từ vựng công nhận là cứ mang máng. Nếu mình chỉ học cái mức độ mang máng mình rất dễ nhầm. Nhớ, chính xác. Thì từ này sẽ là kudo kasareru là khó khăn trồng chất. Trồng này nhớ, chứ không phải trồng cây cỏ nhớ, Vinh nhá. 10 điểm tiếng Nhật, đúng không? 3 điểm tiếng Việt về chỗ. Khổ cực đúng cũng được, khổ sở đều được nhá, hoặc khó khăn vẫn chấp nhận được nhá, đúng không? Khó khăn gian lao khổ sở chồng chất lên, đúng không? Cuộc sống mỗi ngày cơm áo gạo tiền nhớ. Rồi Chiki, chúng mình sẽ đến với từ số 8 nào. Than số gì nhỉ các bạn ơi, nào để nhìn lại nhá. Rồi chào Nghị Sang, chào Binh Sang, cực khổ rồi ôi, chồng chất chất chồng đều được hết các bạn ơi nhá. Nào tiếp theo kanjo, đúng không? Biết từ kanjo rồi nhé, đọc từ phía sau rồi và xem nghĩa của nó nào, đúng không ạ? Dạ CC em đang không rõ mấy từ nghĩa ai mai. Đó, thế thì đây chúng mình sẽ học theo cụm như này. Chứ mà chỉ nghĩa là dịch mẫu tiếng Việt ra là trái ngược với cái tai si tê chả là trái ngược à? Các bạn rất hay nhầm cái mẫu câu trái ngược cái tai si tê ní han men, đúng không? Đó, thì tai si tê là phải so sánh hai sự vật, hai sự việc, hai con người khác nhau. Thì là ní tai si tê. Còn han men là trong cùng một sự vật, sự việc. Đấy, cô Lan lúc thì lậu, lúc thì trai đó, đúng không? Lúc thì rất là dễ thương dịu dàng nhưng mà lúc cáu lên là cũng ra gì đấy, đúng không? Thì nó sẽ là hanmen. Như trái với cô Lan thế này, cô Hương thế kia, đúng không? Đấy thì nó so sánh hai sensei, đúng không? Hai phong cách khác nhau ấy chẳng hạn, thì nó là này taishite nhớ. Rồi, chính xác, từ này sẽ là gì đây? Osaeru, chữ này là chữ ức, ức là trong ức chế, kiềm chế, đúng không? Chính xác, nó sẽ là kiểm soát hoặc là đúng không? Kiềm chế, đúng không? Kiểm soát cảm xúc, chúng ta hạn chế lại, đúng không? Nó kiểm soát cái cảm xúc của mình, nhớ, ok. Bớt xài lại không là nghèo cái gì đấy, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn bạn, đúng không ạ? Rồi, ok, mình sẽ từ này có dịch kiểm soát được, bạn dịch là hạn chế nó cũng được nhá. Ok, kiềm chế hay hơn đấy. Đấy, cảm ơn các bạn, đúng không? Vậy tự nhiên bí từ có từ kiểm soát thì chính xác hơn có thể là kiềm chế cảm xúc, đúng không? Mình không thể hiện ra mặt đấy, đang cáu quá, bực quá, đúng không? Nhưng mà kiềm chế lại, osaeru, chính xác nhá. Rồi, ok, kanjo osaeru. Yeah, chính ý, đúng không? Tiếp theo cho mình đến từ số 9 nào. Himo, himo gì đấy nhỉ? Đó, từ vựng của N3 hay sao ấy, được mới, đúng không? Tém cái nét lại hay vậy, đúng không? Nó cũng hay đấy chứ, tém lại, đúng không? Chính xác, cảm ơn bạn, rất là hay, đúng không? Tiếng Việt rất chuẩn luôn, đúng không? Tém lại, đúng không? Các mình hay từ lên đấy đấy, thể hiện quá đà ấy. Ui dồi mèo, tém lại, hay đấy, đúng không? Sai được là gì? Cái tém lại, ui dồi, hợp lý quá luôn. Đó, giờ học tiếng Việt bắt đầu, đúng không? Ấy, kiểu này ngay cả ngày xưa thì sẽ chuyên văn, đúng không? Thủ khoa chuyên văn đây, các thứ mà cuối cùng đang phải nhờ các bạn là có những cái từ rất là hay, đúng không ạ? Rồi, chính xác, buộc dây thì chúng ta có hai từ các bạn nhé, nhìn thấy chưa, đúng không? Hai kiểu buộc dây, nếu mà himo ố musubu là mình cầm hai cái đầu dây, dây giày các thứ chẳng hạn, mình buộc vào với nhau, mình tác động hẳn lên cái sợi dây đấy thì sẽ là himo ố musubu. Còn ở dưới này nữa chúng ta một khái niệm nữa là himo deshibaru, các biết rồi từ nơi nào, đúng không? Himo deshibaru, nhìn thấy chưa ạ, đúng không? Thì cái có nghĩa là gì các bạn ơi, đúng không? Buộc bằng cái dây. Lúc này cái himo nó là một cái công cụ để chúng ta buộc, để cột cái gì đấy, đúng không? Đấy, cột cái tập báo, tập giấy, bó củi ấy, chẳng hạn, thì nó sẽ là himo deshibaru. Còn là himo ố musubu, nhớ chưa? Thì chúng ta nhớ hai cái khác nhau nhá. Đúng rồi, buộc dây, cột dây cũng được, chính xác, musubu chuẩn luôn. Đó, giờ kiểm tra chữ Hán nhá. Rồi, Chiki, câu số 10 của chúng mình nào. Rồi, thắt dây à? Cũng được, đấy, buộc thắt, đúng không? Cột đều được hết, đúng không ạ? Nhưng nhớ hai khái niệm nhá, đúng không? Cột nếu mà chúng ta cột cái tập báo ấy, đúng không? Bằng cái dây thì lại khác nhá. Đấy, thậm chí là bọc đấy lại khác nhá. Đấy, bọc đôi khi nhà mình buộc cái chẳng hạn, đúng không? Đó thì lại khác nhau, để ý nhá. Nào, từ số 10 của chúng mình nào. Rồi, thắt buộc cột được hết. Nào, từ số 10 của chúng mình, suimi no toru, đúng không? Chúng mình có từ suimi no toru, đúng không ạ? Đó sẽ là gì các bạn ơi? Suimi, đúng rồi, bạn Bảo Lộc, chính xác, đúng không? Với cụm này, chúng ta có từ yasumi o toru, đúng không? Kyuuki o toru, đúng không? Mình sẽ nghỉ ngơi, và đây sẽ là đi ngủ, đúng không? Đi ngủ cũng được, đi nghỉ, đúng không? Đấy, dành cái thời gian cho bản thân, đúng không? Healing, chữa lành đấy, kiểu thế chẳng hạn, đúng không? Cho đi ngủ cho nó dễ nhá. Suimin jikan, đúng không? Thời gian mình đi nghỉ ngơi đều được các bạn nhá. Đó, sẽ chẳng phải tìm từ nào, có thể đi ngủ cũng được, đúng không? Yasumi o toru, kyuuki o toru, chính xác nhá, đúng không? Giấc ngủ cũng được. Nên cả cụm từ toru mà nó phải hành động. Nhớ, rồi, ok, chính xác. Rồi, tiếp theo, suimi no toru đã sáng. Rồi, trước khi câu số 11 nào. Lát nữa mình sẽ đến với phần bài tập nhé. Còn bây giờ điểm lại một số những cái từ vựng trọng yếu trong cái phần số 11 bài 1 của chúng mình đã. Chìm vào giấc ngủ cũng được. Đấy rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều, đúng không ạ? Nào, từ số 11 của chúng mình. Eto shoku yoku, chữ thực với cả chữ dục, đúng không? Ố, đấy, đúng không? Chữ thực dục em biết, đúng không? Sự thèm ăn. Shoku yoku ganai, hôm nay em chả có biếng ăn, bé biếng ăn. Đúng không? Chị ăn được mỗi 3 bát cơm, 2 cốc trà sữa, chả ăn được gì, đôi trứng vịt lộn nữa, đúng không? Shokuyoku ganai, em chả ăn. Nhưng đấy sẽ bổ sung thêm một từ nữa, shokuyoku omitatsu. Nhìn thấy chưa nhá? Nghĩa là gì các bạn ơi? Comment cho sensei xem nào. Rồi, shokuyoku omitatsu, chính xác, thỏa mãn. Rồi, bạn nào ngén không? Đúng không? Đấy, ngén mà đến giai đoạn thèm ăn, rồi thèm chết được, thế là đấy, được ăn xong cái món đấy, omitatsu, đã được thỏa mãn, đúng không ạ? Đó, đã được hài lòng rồi, thỏa mãn rồi nhá, thì sẽ là shokuyoku, đúng không? Hoặc đôi khi nó dâng lên ấy, có cụm nào nhỉ? Shokugaku ga waku, waku là chữ sôi sục lên, đúng không? Thèm ăn chết đi được, đúng không? Đang lên cơn thèm. À đấy, mình có thể dịch là lên cơn thèm, shokuyoku ga waku. Wakimat ấy, sôi lên ấy, đúng không? Sôi sục cái sự thèm ăn đấy, có thể là gì đấy, thèm khát nhá. Còn mitatsu là mình đã đáp ứng được, đúng không? Thỏa mãn cơn thèm ăn, đúng rồi, chính xác, thỏa mãn cơn thèm thuồng, rất hay, cảm ơn các bạn rất nhiều, đúng không? Rồi, chính xác nhá, thỏa mãn sự thèm ăn, nhớ đáp ứng được sự thèm ăn đều được. Rồi, tiếp theo từ số 12 của chúng mình nào, shiwa ga nobiru, đấy lại là nobiru, đúng không? Nó cứ làm sao nhỏ, nó tăng ra, đúng không? Nó dài ra. Và đây shiwaga nobiru thì là gì các bạn ơi? Đấy, Sen sẽ điểm lại một số cái từ trọng yếu thôi các bạn nhá. Ăn no lắm rồi, cũng được. Cách dịch rất là đơn thuần, đúng không? Ăn no lắm rồi, đúng không? Em đủ rồi, đúng không? Rồi, chính xác. Nào, tiếp nào, từ số 12 của chúng mình. Rồi, là mờ vết nhăn là tăng nếp nhăn là đó, không tăng nhá. Đấy, hai khác nhau này. Đấy, một cái mờ nếp nhăn, đúng, chính xác, nhưng mà tăng nếp nhăn rất là nhiều lên ạ. Dạ không, mặc dù cái này có tăng, đúng không, nhưng mà nếp nhăn nó phẳng ra, đúng không? Trên quần áo thì nó phải là phẳng nếp nhăn đấy, đúng không? Còn nếu ở trên da thì có thể là gì, mờ nếp nhăn, hợp lý quá một gì nữa. Nhưng tăng nếp nhăn thì cô sẽ hiểu là nhiều lên à? Dạ không, mà em đang mờ đi, đúng không? Phải mờ nếp nhăn nhá, làm mờ lên trên mặt, trên quần áo đều được, đúng không? Đấy thì nobi được, và noba sự là mình làm cho nó vào đây, nếp nhăn đã mờ đi, đúng không? Nếp nhăn nó phẳng lại, đúng không? Trên quần áo, đấy thì mới là nobiru. Chứ tăng thì có thể tăng doanh thu, đúng không? Tăng tuổi thọ, nhưng này không tăng vết nhăn. Đó, nó phải tùy ngữ cảnh cơ, chứ không phải lúc nào sẽ nên nhiều hơn á. Nó mang dài ra, ôi rồi ôi, đúng không? Dạ không à, cái này nó phải là gì? Phẳng ra, mờ ra chứ nếp nhăn nhiều hơn là không đúng rồi. Nhiều nếp nhăn, không phải. Dài ra là kiểu gì, đúng không? Đó, kéo giãn nếp nhăn. Giờ kiểm tra tiếng Việt đã bắt đầu. Đúng ạ, đây nó phải là phẳng ra chứ. Công nhận ông đã thì phải mờ. Tùy nhá, mình không để cái mờ, bởi vì trên quần áo ấy, đúng không? Ở trên quần áo nó không mờ được, mà trên mặt thì nó sẽ là mờ đi, đúng không? Nhưng trên quần áo sẽ là phẳng ra, đúng không? Nó tùy vào ngữ cảnh nhá, đúng không? Kéo giãn nếp nhăn, làm kiểu gì ta? Kéo giãn nếp nhăn vẫn tạm chấp nhận, đúng không? Nhưng mà nhiều nếp nhăn hay là vết nhăn nhiều hơn là sai mất rồi, nhớ chưa? Đến đây là phẳng ra, đúng không? Mờ đi, đó mới là shiwaga nobiru, không nhiều lên đâu, đúng không? Mặc dù đúng là nobiru trong tăng doanh thu để tăng tuổi thọ thì đúng là tăng lên nhiều lên thật, nhưng shiwa, đúng không? Thì mình vốn chính là răng này, đúng không? Răng nhăn nhúm này nó giãn cái phần này ra, thì phải là gì đây? Giãn ra, phẳng ra, mờ đi, đúng không ạ? Đấy, già rồi nên nhăn dài ra, eo ơi, là như nào? Dạ không, mình đang làm cái lộ trình trẻ hóa em ơi, đúng không? Đấy, sensei mới 18, nhầm 18 hôm qua là sinh nhật sensei đấy các bạn. Hôm qua là sinh nhật sensei đó, đúng không? Đó, các bạn có gửi lời chúc với sensei không? Đúng không? Đấy, cái tuổi này nó đuổi xuân đi rồi, thì cô không muốn nghe những cái từ như là nếp nhăn dài ra, eo nghe kinh quá. Dạ cô mới đi làm mà liệu trình trẻ hóa thì phải nếp nhăn làm sao? Mờ đi, shiwaga nobiru anh em ơi, dài nhớ, đúng không? Đáp án chính xác của chúng mình phải là phẳng ra, mất đi đúng không? Chưa mất lắm nhưng mà ít nó mờ đi đã, còn chưa hẳn mất đi được, đúng không? Chứ chưa có thức tiên nào để làm mất hẳn cái đất nhân đây cả. Nhờ rồi, chính xác nhá. Đúng rồi, Tuấn chính xác làm mờ đất nhân trên mặt hoặc làm phẳng đất nhân trên quần áo. Cảm ơn em rất nhiều, chứ không nhiều lên đâu nhá. Nghe có tuổi tí tuổi rồi nghe mấy cái từ này nó nhạy cảm đấy, sắp cáu nào rồi đấy nhá. À, ok, từ số 13. Cái nhìn nếp nhăn, cái nhìn già già là mình không thích rồi nhớ. Em nhớ xem câu này xem giảng qua rồi à? Ừ đó, chọn đúng chưa? Nhiều nếp nhăn. Linh ơi, bạn Linh Soju ấy không nhiều nếp nhăn, ít đi nhá, ít đi nhớ. Là mình kéo giãn nữa à? Già rồi nhăn dài ra, ôi rồi ôi nhăn răng à? Ôi rồi không, đúng không? Đấy, mờ đi hoặc phẳng ra, chốt nhá, đúng không ạ? Nào tiếp theo từ số 13 của chúng mình nào. Nói này lộ chết nhở. Lộ bí mật, đúng rồi, himitsugammo đây đự. Sau này hôm nay mà cô tập trung vào danh từ là chủ yếu thì ta nói về bí mật thôi. Bí mật bị lộ ra, mồ đê đự. Đúng không? Sau này nó còn dò dỉ nước, dò dỉ khí ga. Đúng không? Ánh sáng nó lọt vào. Đấy, từ sau này còn mồ đê đự còn nhiều nghĩa lắm. Nhưng tạm bây giờ mình đang thiên về cái phần danh từ trong bài số 1 của chúng mình, đúng không ạ? Thì nó sẽ là himitsugammo đê đự, đúng không? Bí mật bị lộ. Nhớ rồi, chính xác, chuẩn luôn. Đấy, cái này thì không cãi nhau nhá, đúng không? Bị lộ hay bị lộ hay là lộ ra đều được nhá, chính xác. Nào, từ số 14 của chúng mình nào. Bí mật dò dỉ ga, dò dỉ nước thôi, ừ cũng được, đúng không? Nào, tiếp các bạn ơi. Rồi, ba đây độ cũng được, chính xác, phơi bày ra, đúng rồi, chính xác. Những hành vi, những lời nói dối, đúng không? Nó bị lộ ra, chính xác, nó sẽ là ba đây độ đấy nhá. Rồi, chuẩn luôn. Rồi, lộ bí mật, đúng. Nào, tiếp theo nào, từ tiếp theo của chúng mình nào. Các bạn xem chọn gì nào. Mở nắp chai à? Ừ, mở cũng chưa hẳn mở lắm nhờ. Parachao, tôi lộ mất tiêu rồi, bật nắp à? Ừ, đúng không? Chúng ta vặn dần dần ra. Đúng rồi, chính xác, nới lỏng ra, vặn ra, đúng không? Vậy chúng ta xuất phát từ cái từ chiều đương mê đự này, đúng không? Nó chữ hoãn mà nghĩa là lỏng nó dần ra, nới lỏng vặn nó ra. Ừ đấy, các bạn dịch rất hay đấy. Nới lỏng vặn nó ra, mở cái dạng dần dần, đúng không? Nới lỏng ra thôi, còn chưa biết nó mở ra hay chưa, đúng không? Thì mình có từ sen, đúng không? Đó, sen wakademasu có nghĩa là cái van đấy các bạn nhá. Đúng rồi, chính xác, nới lỏng, mở lỏng cái nắp này ra, chuẩn xác, đúng không? Nó sẽ là từ sen, chuẩn xác nhá. Còn sen nó nước cự chẳng hạn ấy thì nó mới là mở ra trong từ senuki. Các bạn nhớ cái senuki là cái bật nắp chai không? Đấy, bật nắp đấy, nuki thì sao đấy hơn. Cái này là mình vặn lỏng nó ra, nới lỏng nó ra rồi đã, nhớ chưa? Còn vặn hẳn ra nước cự thì có từ senuki đó, nhớ chưa? Đấy, từ số 14 của chúng mình, đúng rồi, chuẩn xác nhá. Nào, đó, tiếp theo chúng mình đến với cái từ nào nữa. Đây, vặn lỏng ra nhá. Từ số 15 nào. Hiyo, từ này tôi biết, nhưng mà hiyo ga kasamu, các bạn sẽ dịch như thế nào đấy? Nào, hiyo ga kasamu, đúng không? Các bạn dịch như thế nào đây nhỉ? Rồi, bạn lỏng, đúng rồi. Từ tiếp theo là chúng mình đến với từ số 15 rồi, các bạn nhìn từ 15 trên nào. Rồi, phát sinh thêm, đúng rồi, chính xác. Kasamu là mình có thể dùng cái từ chi phí bị đội lên. Đấy, không biết các bạn có dùng từ đấy không? Đấy, bị tăng lên, phát sinh thêm, đúng rồi. Đó, những từ này đều được các bạn nhá. Bình thường chi phí nhiều hay ít, đúng không? Chúng ta có từ hiyo, đúng không ạ? Đó, chính xác. Nhưng trong trường này có từ kasamu, đúng không? Thì có nghĩa là chi phí bị đội lên, bị dội lên nhiều, đúng không? Đấy, mình tốn chi phí những từ như kk được hoặc kk được thì ok nhá. Nhưng đấy thêm một từ xem đó là kasamu, chi phí bị đội lên, bị tăng lên, đúng không? Đó, chính xác sẽ là hiyo ga tăng phí dụng à? Ừ, nghe hợp lý nhở. Nhưng mà cái từ này em phí dùng tăng lên, ui dồi, nghe từ phí dùng chán thế, đúng không? Chi phí bị đội lên, bị tăng lên, bị phát sinh thêm đều được các bạn nhá. Rồi chị đấy Tuấn rằng dịch rất hay ạ. Phát sinh thêm chi phí, chuẩn xác, hiyo ga kasamu, đúng rồi. Chi phí trồng chất, lại trồng chất rồi, đúng không? Trồng chất 5 điểm tiếng Việt về chỗ nhớ, đúng không? Trồng chất, đúng không? Nhiều thêm ra, đấy tức là kasamu, chính xác. Nào, từ 16 của chúng mình nào. Đấy, lúc nãy chúng mình có osai được là chúng ta kiềm chế, đúng không? Cảm xúc của mình. Còn bây giờ shizutsu ka osai được thì mang nghĩa là gì các bạn ơi? Tiếp nào, xem từ gì đây? Nào, chi xuất dự, đúng không? Đó là chi tiêu, chữ chi và chữ xuất của chúng mình đây, đúng không? Đó, chi tiêu chúng mình phải hạn chế chi tiêu. Hoặc có từ kề dư, đúng không? Cắt giảm chi tiêu. Đấy, quên mất không đưa từ đấy vào nữa, đúng không? Chi xuất dự ô xài động, đúng không? Thì nó sẽ là hạn chế bớt lại chi tiêu. Hoặc có từ kề dư đựng, bình thường là gọt ý, gọt bút chì, gọt cắt giảm bớt đi chẳng hạn, đúng không? Cắt giảm chi tiêu, chính xác nhá. Thắt chặt, ừ cũng rất là hay rồi, cảm ơn Tuấn dịch rất là chuẩn chỉnh, đúng không? Hạn chế, đúng không? Chính xác. Trả chi phí không trả em ơi, bạn Lê Trang không phải trả nhá. Hạn chế chi tiêu, tiết kiệm lại, đúng rồi. Thắt lưng bộc bụng, ô sugoi, chính xác, rất hay luôn. Thấy chưa, chúng ta học tiếng Việt nó chứ lại, đúng không? Chia sẻ với nhau cả về tiếng Việt chứ còn gì nữa. Thắt lưng buộc bụng lại đây chứ còn gì nữa. Thời kinh tế khó khăn thế này. Ok, suy chút chữ ô sai đó. Chuẩn xác các bạn nhá, rất hay ạ. Tiếp theo nào. Chuẩn. Nào tiếp đi các bạn ơi. Hay lắm, này được học thêm rất nhiều tiếng Việt của các bạn đó. Rồi, chính xác, thắt chặt chi tiêu, thắt lưng buộc bụng, rất chuẩn xác. Nào, sẽ là gì các bạn ơi? Sao màn hình các bạn chậm hơn hay sao nhỉ? Sẽ xem mãi trên thấy comment các bạn. Lập ngân sách, lập dự toán, chính xác, lập dự toán chi tiêu cho cái việc cái đó. Đây là Josang, chúng ta có khái niệm là Josang-an, bản dự toán. Josang-an, đúng rồi, chính xác, đây là Josang-otateru. Ngoài lập kế hoạch ra thì có thể lập dự toán, chuẩn đó. Nào, tiếp theo, số 18 nào. Kanjo, đúng không? Như kanjo này sẽ mang nghĩa là gì đây? Không phải là cảm tình nữa nhất, vì chữ Hán của nó chữ khám và chữ định, đúng không? Kanjo ga ao, đúng không? Vậy là gì các bạn ơi? Lập ngân sách, đúng rồi, chính xác. Lập dự toán đều được, chính xác nhá. Chúng ta bỏ qua một số khái niệm mang chất chuyên ngành đi một chút, đúng không? Cứ biết là chi tiêu thế nào mình lên trước đi. Đó, thế là sẽ là Yosangotateru nhá. Rồi tiếp theo kanjo ga ao, thực ra kanjo có rất nhiều nghĩa nhưng nghĩa dùng khá là phổ biến, đúng không, là tính toán xem nó có khớp hay không. Đúng rồi, chính xác, lập dự toán, đúng rồi, ok, lập ngân sách đều được. Thế từ tiếp theo kanjo ga ao có thể tính tiền, đúng không? Kanjo negashimasu, cho em, anh ơi, cho bạn em tính tiền, đúng không? Đó, có cả từ này nữa, nhưng cái từ phổ biến hơn, tôi tập trung một số cái từ phổ biến hơn nhá. Kanjo ga ao, đúng không? Là xem những cái tính toán của mình nó đã làm sao? Nó đã khớp hay chưa? Đúng rồi, tính toán khớp, hợp, phù hợp, đúng không? Đấy, con số trước với sau nó khớp với nhau thì nó cũng sẽ là kanjo ga ao, chính xác nhá. Rồi, tiếp theo của chúng mình, đúng không? Cái này gì đấy các bạn ơi? Nào, kiểm tra chữ Hán nào. Nào tiếp theo C gì nhở? C kiêu sổ, đúng không? Và nghĩa là gì các bạn ơi? Nào đang chờ các bạn comment nào nên là quý vị chậm sao nhở? Rồi đây rồi, thỉnh cầu thư, ôi rồi bạn Hà Mèo rất là chịu khó đưa ra những cái âm Hán Việt, đúng không? Đó, mình cố gắng là bạn đăng ký gì? Đúng không? Không phải đăng ký rồi, C kiêu mà, đúng không? Có phải là đây là CQ mà yêu cầu, mà bạn phải yêu cầu thanh toán cái gì đấy chứ, không phải bạn đăng ký rồi. Hóa đơn yêu cầu thanh toán, đúng rồi, phiếu yêu cầu thanh toán, hóa đơn yêu cầu thanh toán. Nhớ chưa, khoản này anh chưa thanh toán tôi bao tiền đó, đúng không? Thì sẽ là CQ sổ. Nhớ chưa? Nhớ rồi, chính xác. Rồi tiếp theo từ cuối cùng của chúng mình nữa, đúng không? Hai khái niệm đó là gì đây? Bình thường các bạn rất hay nhìn nhầm cái từ này, đúng không? Cái từ keki chẳng hạn đấy, các bạn rất hay đọc là keshiki. Cảnh sát như đây là cảnh khí các bạn nhớ. Đúng rồi, thư yêu cầu hóa đơn để người ta yêu cầu thanh toán. Nhớ chứ đừng nhầm với điều siêu sộ chẳng hạn này là thanh toán xong rồi, nhớ. Đó thì bình thường cái từ này, quay lại cái từ này nào. Nó sẽ là ke, không phải kesiki nhá mà keki. Nhớ chưa ạ? Đúng không? Thì thế mang nghĩa là tình hình kinh tế. Và chúng ta tốt hay xấu thì mình không đi với chữ lương và chữ ác mà mình sẽ là fukeki và kokeki. Đó sẽ mang nghĩa là tình hình kinh tế đang khó khăn hoặc là tình hình kinh tế đang tốt, đang phát triển, đang thịnh vượng. Nhớ chưa ạ? Nhớ rồi, chính xác, bảng, phiếu, hóa đơn đều được. Ok. Đó, vậy chúng ta nhớ thêm cái điều fukeki và kokeki. Nhớ chưa? Bởi vì có những phần tiền tố, hậu tố. Nhớ chưa nhá? Thì chúng mình sẽ cố gắng ghi nhớ theo những cụm như vậy. Đó, mình điểm qua khoảng 20 từ, đúng không? Những cái từ đấy nhưng không chỉ đơn giản là mỗi danh từ không, mà mình đi với những cái ngữ cảnh hay sử dụng của nó nữa. Nhớ chưa? Thì các bạn cố gắng ghi nhớ nhá. Ideska. Rồi, không phải tâm trạng em ơi. Đúng không? Không phải tâm trạng, không phải key game, không phải tâm trạng đâu. Không liên quan tâm trạng tốt hay xấu Hoài Nam ơi. Đây là nền kinh tế. Nhớ chưa nhá, bất ổn hay khó khăn hay là tốt hay là thịnh vượng hay phát triển, chứ không liên quan gì đến lạm phát là cũng được, nhưng mà tâm trạng không đúng nhá, đúng không? Tâm trạng lên nói key game, nhớ chưa ạ? Nhớ thì mới dùng được chứ. Rồi ok, đó vừa rồi là cái phần theo chúng ta sẽ điểm danh lại, còn bây giờ chúng ta đi làm những bài tập. Sau mỗi cái phần unit chúng ta đều sẽ có những bài tập này để kiểm tra lại, đúng không? Và chúng mình thử xem sao nào các bạn ơi. Comment lên xem xe, đúng không? Số 1 và gạch ngang ra xem đáp án số mấy chúng mình chọn nhá. Gasuno nani nani se no shimeru. Đó, lúc mà mình đóng cái van gì ta? Nào, các bạn chọn gì các bạn ơi? Rồi, câu 1 chính xác. Đọc là gì các bạn ơi? Motosen, van tổng. Đúng, khóa cái van tổng lại, đóng cái van tổng lại, nhớ chưa? Đúng rồi, chính xác, nên câu này mình sẽ chọn đáp án chính là đi, chuẩn xác nhá. Motosen van tổng, không phải là sen thôi, đúng là cái van thôi, là cái vòi thôi, như đây là motosen là van tổng luôn, nhớ, chính xác. Nào từ số 2 nào, các bạn comment ra xem nào. Rồi tiếp theo câu số 2. Nani nan keiki ga, đúng không? Tsuzuki, đúng không? Kaisa nori eki mo agate do, đúng không? Đó, từ từ này là gì các bạn ơi? Vừa nói xong làm sao mà sai được. Đúng rồi, chính xác. Chúng mình có tốt đây này, chữ yêu nghe hợp lý không? Rồi, chữ lương cũng là tốt mà. Cao rồi, chắc kinh tế cao độ dạ không à, đáp án của chúng mình sẽ là ko keiki ga tsuzuki desu ne. Kaisa nori eki mo agate do. Đúng không? Tình hình kinh tế phát triển đúng không? Thế nên là những lợi nhuận của công ty cũng tăng lên nhá. Agate do, chính xác. Câu 2 sẽ là C. Câu số 3 nào? Uchino nani nani mukai wa Suzuki san no ie desu. Đúng không? Đấy, phía hơi chích chích một tí phía nhà bên kia đúng không? Đó, phía bên kia này, hơi chéo chéo chích chích một chút, chúng ta có từ đó là naname. Đúng rồi, đáp án chính xác của chúng mình sẽ là gì các bạn ơi? Là A, chuẩn xác. 3A rất nhanh ạ nhớ. Thế này là yoko là ngang. Nhớ chưa? Uchino là phía sau, mẹ là phía trước. Đúng rồi, trong trường này naname. Đúng không? Mukai phía bên kia như hơi chéo chéo chách chách một chút. Đúng không? Naname mukai. Đúng không? Thì sẽ là nhà của bạn Suzuki. Chuẩn xác nhá, của ba à. Đúng rồi, chuẩn luôn. Tiếp theo là câu số 4 của chúng mình nào. Chắc CC sẽ chuyển sang cái bút màu đỏ cho bạn dễ nhìn nhá. Dai gaku de, đúng không? Ke gaku, đúng không? Ke gaku cửa mình sẽ làm sao đây? Ở trường đại học là mình đang học về cái chuyên ngành đó, đúng không? Vậy câu số 4 các bạn chọn gì các bạn ơi? Số 4 của chúng mình nào? Số 4 nhá. Chẳng các bạn chọn gì đây? Chúng mình rất hay nhầm cái từ đó là senmon và senko. Nhìn thấy chưa? Đúng không? Các cự môn học bỏ qua rồi này. Các cự môn đúng không? Học môn này, môn bỏ qua nhá. Đúng không? Chúng ta chọn gì ạ? Câu số 4 các bạn ơi. Senmon và senko thì thông thường ấy, nếu khi đi làm rồi chuyên môn của bạn là về cái gì thì mới là senmon. Còn khi đang đi học đúng không? Đấy, chuyên ngành của bạn là gì nhá? Chữ chuyên và chữ công thì câu 4 đáp án phải là câu 4 phải là gì đây? B bạn ơi, senko. Đang học cả một ngành về kinh doanh mà. Kinh doanh kinh tế học mà thì phải là senko chứ. Đúng không? Bạn Thương chọn A là đi học ấy, đi làm rồi thì người ta bảo chuyên môn của bạn về cái gì? Đúng không? Đó, chính xác. Bạn Hoài Nam chọn D à, đúng không? Gạc cả, đúng không? Học khoa, dạ không đúng ạ, nhớ. Không phải khoa học nhá. Chốt phương án của chúng mình phải là phương án B nhá. Senko là chuyên ngành, chuẩn chưa? Câu số 5 là Okina shiken ga aru to nani nani news ga nagareru koto ga oi. Khi mà có những cái tin tức lớn, những vụ án lớn nó xảy ra rúng động gì đấy chẳng hạn, đúng không? Thì có nhiều trường hợp là có những cái bản tin thế nào nó sẽ được phát các bạn ơi. News ga nagareru koto ga oi, đúng không? Câu số 5 sẽ các bạn chọn mấy nào? Câu số 5, sẽ nhìn thấy comment các bạn chưa ta? Đúng rồi, chính xác, chúng mình có từ rinji, âm bản Việt của nó là lâm thời, đúng không? Đó, tức là khi có những vụ án rúng động đột nhiên nó xảy ra, đúng không? Rất nhiều là bản tin tạm thời, đúng không? Những bản tin nó chen vào giữa, đúng không? Dạ, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất ạ, đúng không? Sẽ là rinji, chứ không phải là kyuko, cấp tốc hành, đúng không? Tàu tốc hành, tôi cứ biết chữ đặc biệt, tôi cứ biết chữ na, nhớ, hijo, cực kỳ thế nào đó, chúng ta phải bổ nghĩa cho một cái danh, cái động từ tính từ cơ, nhớ, đúng không? Cực kỳ đây phải rinji niu sự. Chuẩn chưa? Câu 5 đáp án D, chính xác. Câu 6 nào? Arubaito ni obo suru tame, đúng không? Và chúng ta sẽ phải nộp cái gì nhỉ? Để mà chúng ta ứng tuyển được cái vị trí này, đúng không? Thì chúng ta phải viết cái dedikisho. Đúng rồi, chính xác, đúng không? Câu 5D, chính xác, tạm thời, lâm thời nhá. Còn câu số 6 của chúng mình chọn số mấy các bạn ơi? Dedikisho, cái CV đó, cái sơ yếu lý lịch các bạn đấy, chứ không phải là nộp báo cáo, chứ không phải sách hướng dẫn, chứ không phải kê kênh sổ, đúng không? Đó, liệt kê những kinh nghiệm của mình, dạ không ạ? Nó sẽ là dedikisho, ai đã chẳng phải viết rồi, đúng không? Rồi, chính xác nhá. Nào, tiếp theo của chúng mình đến với câu số 7 nào. Hanga ni kakete okanakata no de fuku ni nani nani ga yotte shimatta. Nào, ta xem nào các bạn ơi. Sơ yếu lý lịch, đúng rồi, chính xác, đúng không? Đó, chứ mình đâu phải học một từ đâu mà chúng ta đi theo cụm của nó nhá, và đặt trong ngữ cảnh nữa. Rồi, câu 6A, chính xác. Nào, câu số 7 của chúng mình nào. Rồi, chính xác. Hanga là cái móc treo quần áo bạn ơi. Kakete okanakata no đấy, mình đã không treo lên cái móc áo đấy, thế là quần áo của mình sẽ bị nhăn, nhớ chưa à? Chứ không phải là ô đi gập gấp và nghe hợp lý thế nhở? Sen là cũng có đường kẻ ở trên cái quần áo ấy này, hay là gì đây, đúng không? Nami đi, đúng không? Sóng đây chẳng hạn, nó lượn sóng này kia, dạ không à? Câu số 7 của mình là shiwa ga yoru, chứ không dùng cái từ a đự đâu nhá. Đúng không? Shiwa yoru, đúng không? Có những nếp nhăn trên quần áo, đúng rồi, chính xác nha. Câu 7 sẽ là A, chuẩn xác. Câu 8 nào. Konoko ni wa ongaku no nani nani ga aru to omou. Đúng không? Cái đứa trẻ này có cái gì âm nhạc ta? Học lực này, tài năng này, năng lực này hay là thiên tài nhỏ. Câu số 8 xem các bạn chọn gì nào. Rồi câu số 8 các bạn nhé. Rồi câu số 9 sẽ đã ghi nhận đáp án A. Ok, còn câu số 8 chọn gì đây? Đó, câu 8 chính xác. Saino vô chỗ gì nữa? Tài năng đấy. Có tài năng thiên bẩm đấy. Saino ni megumareru. Có từ đấy đấy các bạn nhé. Megumu chia thành megumareru đúng không? Đấy có tài năng thiên bẩm trời cho đấy. Đúng rồi, đứa bé đã có tài năng âm nhạc chứ phải năng lực nhá. Nó thiên tài về cái lĩnh vực nào đấy cơ, đúng không? Các cứ đã điếc cự đúng không? Các cứ đi kìa, đúng không? Đó thì lại mang nghĩa là gì? Học lực, đúng không? Sai mất nhá. Rồi chính xác câu 8 sẽ phải là gì đây? Ô bạn Tiểu Nhi ơi, đúng không? Không phải là thiên tài. Nhớ chưa, anh ấy là một thiên tài cơ. Thì đấy nó sẽ là tên dài như trong chập này là tài năng về lĩnh vực đó là phải là gì? Ông đã cử nổ sai nổ. Nhớ chưa, đáp án phải D mới chính xác nhá. Rồi chính xác. Nào câu 9 của chúng mình nào. Tên nghi ngoa kết cử ní tên nên nani nani oshita. Các bạn nhân viên ấy thì chúng ta phải với khách, chúng ta phải chào hỏi thật là lịch sự chỉn chu đúng không? Vậy câu số 9 các bạn chọn gì? Comment cho Sensei xem nào. Câu số 9 các bạn ơi, phải chào hỏi biết rồi đúng không? Oseji, Ojigi, Regi với cả Ore, chúng mình chọn cái nào đây các bạn ơi? Đó, để ý thật kỹ nhá, câu số 9 nào. Không là nhầm đấy. Nào, có ai nịnh nọt không? Nịnh nọt thật là hẳn hoi vào. Đúng ạ, mình chọn gì đấy các bạn ơi? Nào, câu 9 các bạn đang chọn rồi, chính xác B. Có bạn chọn C à? Regi đúng không? Đây là lễ nghĩa chỉn chu cái gì đó chẳng hạn ấy, đúng không? Đây cái tadashi cơ. Dạ không, đây nó sẽ là từ ojigi, các bạn chính xác là B các bạn nhá. Ojigi oshita. Đúng không? Chào hỏi thật lịch sự. Chứ lady là lễ nghĩa, đúng không? Đấy thằng này lễ nghĩa rất là đúng là degi tadashi cơ thì mình mới dùng từ degi nhá. Còn trong chập này chúng ta chỉ dùng là ojigi. Đó, các bạn lưu ý nhá. Đấy những từ rất là dễ nhầm lẫn. Ode đúng không? Đấy ode là gì các bạn ơi? Ode thì có thể mang nghĩa là gì? Đúng không? Có thể là cảm ơn, đáp lễ chẳng hạn này, đúng không? Như đây phải là gì? Eto ojigi các bạn nhá, là chào hỏi, đúng không? Đó, chứ còn nếu có bằng re cơ trong có từ ode. Nhớ chưa? Để lưu ý trên đây, ở đây là cảm ơn lại đó nhá. Rồi chính xác. Câu 9 đáp án của chúng mình phải là B các bạn nha. Rồi chính xác. Ô lần này các bạn nhớ sai đấy nhở. Ore dame desu. Đúng không? Đó tên nên ý. Đúng không? Thì phải là ojigi oshita. Nhớ chưa ạ? Nhá, ojigi nó không là re ố sư đự thôi chứ không có là ore ố sư đự. Nhớ chưa ạ? Nhá, lưu ý trên xe đi nào, đúng không? Còn degi có cụm từ là degi tadashi, đúng không? Nhá, chính xác. Và coi trọng lễ nghĩa thì đấy, lễ nghĩa với trong môn võ đạo chẳng hạn đấy, đúng không? Thì mới là cái từ này. Túm lại đáp án câu 9 phải là đáp án B, nhớ chưa? Nhá. Đó, rất nhiều bạn chọn nhầm này, đúng không? Sam Tiểu Nhi, Phương Như này, Thương cũng chọn sai này, đúng không? Câu 10 xem nào. Si vùng nô cai 6 chữ đi tái tổ một t từ e được gà, đúng không? Mình sẽ dự định là thành lập một công ty của riêng mình. Nhưng mà bây giờ mình vẫn chưa phải lúc à? Đúng không? Y màu á, Mada Sono gì đây ta? Junzo, Kiset chữ, Nikte hay là Jiki các bạn nhớ. Câu này không sai được. Bạn Thành Nam lại chọn một lối đi riêng à? Đúng không? Bây giờ là không phải là quá trình à? Đúng không? Quá trình làm một cái việc đó chứ đây phải là từ Ji gì đấy, Jiki. Đây không chưa phải là thời kỳ chứ đúng lúc. Đúng không ạ? Nên đáp án D mới là chính xác. Nhớ. Tiếp chúng mình sang với từ gần nghĩa các bạn nhỉ. Đúng không? Những cái từ mình đã học mình ok nhưng phải đi với từ đồng nghĩa nữa. Ryoku no shita kuwa mo dekimashita ka? Nào các bạn comment cho mình xem nào. Câu số 11, shitaku. Đúng không? Bằng với từ yoi. Đúng không? Chuẩn bị gì đấy nhưng mà sửa soạn. Đúng không? Shitaku đúng không? Nào xem chỗ này các bạn chọn gì đấy? Thời kỳ đúng rồi, chính xác. Câu 11 nào? Các bạn nhìn thấy câu 11 của Sensei chưa ạ? Vẫn đang comment rất nhiệt tình câu 10 đúng không? Rồi ok. Thủy Phương Nhi này, Dương Cường này đúng không? 11 chính xác. Nó sẽ là Jumbi chuẩn bị cho chuyến công tác, chuẩn bị cho chuyến đi du lịch đã xong chưa? Chứ phải là kế hoạch đúng không? Brand thì bằng cây các cự luôn bỏ qua nhé. Schedule được là lên ra lịch trình. Như đây là Jumbi đúng không? Đó không phải lên một lịch trình quần áo, ba lô các thứ thôi, nó là Jumbi, có là Shitaku, nó là Yoi. Nhớ. Câu 12 nào. Shikoku no riyu o setsume shiyo to shitara iiwake o suru na to okorareta. Đúng không? Mình đang định nói mới chưa làm các bạn nhé, đang định giải thích một tí lý do em đến muộn. Đúng không? Thì đã bị nổi cáo lên, đừng có mà lý do lý chấu. Vậy chọn cái gì các bạn ơi? Câu số 2 chọn gì đây? Đó xem nào, câu số 12 cẩn thận nhá. Câu 12, bạn chọn thì Diêu nghe rất hợp lý, đúng không? Thủy chọn 2 này, bạn Văn Toàn cũng chọn 2 này, bạn Lữ My cũng chọn là A này, cô sẽ A nhé, cô sẽ nói 12 chọn A nhé, nghe chính xác hơn. Đúng ạ. À? Dạ vâng ạ. À. Tất cả nghe rất hợp lý nhưng sai mất rồi. Iwake nếu chỉ là wake có thể bằng thì Diêu nhưng iwake dạng lý do, lý chấu, cứ biện giải các bạn ơi, nên câu này phải là bên cái biện giải lý do lý chấu nọ chài. Henji bỏ qua nhá, Kai tôi bỏ qua nhá. Ok, chúng ta đang phân vân rồi ôi phương án A và C. Quay xe gấp xe xe bạn Cường, không phải Cường, xin lỗi. Đúng không? Hồng Hải này, đúng không? Gì nữa? Dương Hường này, Thành Nam này, Toàn này, Himawari của Sensei, Lê Trang, Cường Phạm, Phương Như, Tuấn, Hà Mèo, rất nhiều, Lữ My, Văn Toàn, Tuấn, nhầm, cô trên. Nhìn thấy chưa? Nó chỉ là lý do thôi, đúng không? Nhưng đừng lý do lý chấu cơ mà. Nó phải biện giải, biện bạch cơ mà. Thì nó là từ bên cay anh em ạ. Đáp án chính xác phải là C. Nhớ. Đó, xem lại gấp đi. Nhớ. Ôi em đúng rồi, thế à? Rồi, chính xác. Tiếp nào chúng mình đến với câu số 13. Ryukugai san ni ittara panfleto tata atada de kureta. Từ ta đà, đây là từ ta đà để từ ta vào đế, nghe khó nhìn quá. Khi mà mình đến các công ty lữ hành du lịch ấy, đúng không? Là mình sẽ được nhận một cái thế nào, những cái panfleto, đúng không? Những cái tờ rơi, tờ quảng cáo. Murio de omakeshite waribiki shite hay là gì? Dairio ni, đúng không? Chúng ta chọn gì các bạn ơi? Câu 13. Câu 13, đúng không? Chọn được chính xác nha. Câu 13 xem chúng mình chọn gì nào. Lại A tiếp, Murio, đúng không? Có chuẩn không nhỉ? Câu nào sai thì C mới gọi tôi, đương nhiên rồi. Đúng thì tôi không gọi đây, phải chờ đến khi sai mới gọi chứ, đúng không? Đó, câu số 3 này mình chọn mấy đây? Chính xác nó sẽ là Murio, chuẩn luôn, đúng không? Ta đà là miễn phí, đúng không? Chứ omakeshite, đúng không? Make là kiểu nhân tính kèm vào ấy, đúng không? Phải kèm cái khác không, cứ nhận cái này miễn phí riêng đã. Giảm giá không phải, số lượng nhiều cũng không biết, đúng không? Nhận nhiều không rõ nhưng ít nhất là sẽ là nhận miễn phí. Đúng rồi, chính xác sẽ là A, câu này không sai được, nhớ. Nào, tiếp theo câu này nữa. Tamago taberu to taijiu ga tayuku natta. Taijiu. Nó không để chữ Hán nhỉ? Taijiu bình thường của chúng mình là trọng thể, là cân nặng, là thể trọng, đúng không? Đấy, shincho là chiều cao, taijiu là thể trọng. Đó. Nhưng xem nào. Phải chọn gì để chuẩn đét luôn. Đó, đúng không? Nào, câu 14 của chúng mình 14 15 nào các bạn ơi. Nào xem nào, câu số 15, comment đến câu số 15, 14 chứ nào, 14, xin lỗi. Đang ngẫm, đang nghĩ rất là chuẩn chỉnh đây, đúng không? Để xem đúng không sao nhá. Câu số 14. Rất thì bạn chọn đây. Genshin. Chọn không? Chính xác chưa? Các bạn Quý chọn C. Gentai, toàn thể, nghe rất hợp lý nhưng mà toàn thể không nghĩa là toàn thân. Mình sẽ hiểu từ này thực ra là chữ chung các bạn nhé. Taijiu nhưng không phải là cân nặng đâu. Taijiu nó là chữ chung là khắp toàn thân mình bị ngứa lên, ăn chứng mình dị ứng đấy. Đúng không ạ? Đây là cả thể chất và tinh thần nhá. Đúng không? Đấy, shin nên đúng không? Đó là chỉ cái cơ thể thôi. Đúng không? Đấy, mình cơ thể cường tráng thì đấy. Nhưng mà toàn thân thì chúng ta phải dùng đáp án đó là gì? Genshin đây này, chứ không phải gentai. Toàn thể thế giới, toàn thể những vị này, vị kia. Chứ không liên quan đến cơ thể con người. Đúng không? Nên câu C nghe có vẻ Toàn này, Tuấn này, Dương Hường này, Quý này. Chọn C là sai mất rồi. Đáp án của chúng mình phải là D. Đấy cũng là tai, thể đấy còn gì. Nhưng mà toàn thể mọi người. Nhìn thấy chưa? Toàn thể cuộc họp này. Đó thì mới là gentai, còn genshin mới là toàn thân, đúng không? Và bằng với từ taijiu là chữ chung với kiểu chung phải thể trọng đâu nhá. Nó không để chữ Hán là lý do vì thế đấy, nhớ chưa? Bỏ qua đến câu số 15. Neta kirino koresha ga fue sono sewa o suru hito ga fusoku shite do. Mình sẽ có một khái niệm đó là gì nhỉ? Neta kiri đây là mẫu câu bạn nhá. Ngày càng nhiều những người già mà kiểu như người ta gọi là sống này sống thực vật đấy. Đúng không? Nên tạ kiri cái mẫu câu vết tạ kiri cứ thế mà giữ nguyên một cái trạng thái như vậy. Đúng, ngủ phải dậy chứ, đi lại hoạt động chơi bời đi chứ, đánh cờ này nọ đấy chứ, ca múa hát ca thoải mái đấy chứ. Nhưng mà không, rất nhiều người già là không di chuyển được nữa, chỉ nằm liệt giường. Ở đấy tụi mình nằm liệt giường nhá. Nhìn thấy chưa? Và thế nên là thiếu người chăm sóc. đúng ạ. Vậy câu này chọn gì? Rồi sai làm sao được, đúng không? Không phải là on, ứng viện là ủng hộ nhá. Không phải là cứu rộ là cứu trợ cho người đói nhá. Mendo chăm sóc, nhưng mendo miru thì mới là cụm từ chăm sóc. Ở đây chỉ là phiền hà thôi. Và nó sẽ là gì đấy? Kaigo. Đúng rồi, đáp án sẽ là B, chuẩn xác. Chắc 100% mà. Ở may quá, câu này không thề thốt và chuẩn rồi nhá. Nào, tiếp theo từ vựng N5 này các bạn ơi. Nào bây giờ sẽ là cách sử dụng từ, đúng không? Người ta cho những từ này rồi nhưng đặt trong những ngữ cảnh khác nhau, và chúng mình xem là ngữ cảnh sử dụng từ ningen, đúng không? Trong trường hợp này là cái nào? Biết là con người rồi, nhưng con người có giết có rát nha các bạn ơi. Và xem chúng mình chọn gì đấy. Nào câu số 1 của chúng mình, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi comment. Đấy, để tránh các bạn phải viết nhiều số nên sẽ quay lại câu số 1 nhá. Nào câu số 1 chọn mấy đây? Ningen xem chọn mấy nào. Câu 1D. Từ đang ta suy nghĩ về tương lai của con người nói chung không? Chỗ này mình còn nếu mà dùng nên tổng từ Jindui của nhân loại. Đúng không? Câu này sai, sai. Jindui, đúng không? Không phải về tương lai của con người nói chung thì làm sao mà con lai là nếu dùng từ này nó phải từ Jindui về nhân loại, con người nhân loại nói chung ấy. Sai. Câu D các bạn ơi, nếu câu D là sai mất rồi. Jindui các bạn công nhận không đã? Suy nghĩ về tương lai của nhân loại chúng mình. Đúng không? Đó, của nhân loại các thứ chẳng hạn, loài người chúng ta. D sai rồi, có biết ngay các bạn chọn nhiều nữa có phải cản ngay, đúng không? Vẫn D, chọn vẫn tiếp tục D này, Hồng Hải D này. C là xem nhá, Sakio lúc nãy này. À có một đứa tên là, có điện thoại đến Hitokara thôi. Một người tên là, đúng không? Một câu chuyện rằng là, một lời nhắn rằng là, một tin đồn rằng là, thì nó chỉ là Hito thôi. Có người nhưng chỉ là chữ nhân, chung dùng từ ningen. Sai nốt, câu C sai nhá. Câu A, Anohito quá, đúng không? Totemo yasashi to desu. Đúng không? Cô Lan ấy, cái cô đấy dễ tính lắm, đúng không? Dễ thương hiền lành lắm. Đúng không? Thì là Anohito thôi, chứ không Anoningen, không nói về con người cụ thể mà nói về con người chung chung. Nhìn thấy chưa? Watashi yoku kangaete kara korosuru ningen da to omo. Nhìn thấy chưa? Đúng không? Tôi nghĩ rằng là gì nhỏ, đúng không? Mình là một cái con người nói chung, như này chưa đã, đúng không? Mà hành động phải suy nghĩ thật kỹ. Đó, con người nói chung thì là, đó, phải suy nghĩ thật kỹ thì mới hành động, thì đấy mới là con người thực sự là nói chung. Đấy, nên trong câu này đáp án phải là B các bạn ơi. B, quay xe gấp đi. Đấy cũng là người nhưng người giết người rát nhé, các bạn công nhận không đã? Đấy câu A và câu C đó là Hito. Câu D phải là Jindui là nhân loại loài người. Đúng không? Đáp án phải là B nhá, là con người nó phạm vi to, nó rộng hơn đấy nha. Chốt. Câu số 2, gai sốt cự chúng mình có khái niệm này. Nai sốt cự, naka sốt cự và đây là gai sốt cự, từ này của N4 luôn. Thế các bạn chọn đúng hay không? Nhớ. C đúng không? Đó, ăn ngoài. Vì hôm qua mình về muộn nên mình đã đi ăn ngoài, đúng không? Ra nhà hàng ăn đã rồi mới về. Chính xác. Ô nhưng mà cô D xem sao nhá. Dạo gần đây mình sẽ không tự nấu nữa. Mình đi ăn ngoài nghe rất hợp lý, nhưng chúng mình có khái niệm là tán nô mợ. Nhìn thấy chưa? Mình order đồ ăn về thì người ta dùng từ naka shoku. Nếu đi ăn ở ngoài luôn nó sẽ là gai shoku. Mình tự nấu ở nhà mình ăn sẽ là nai shoku. Nhưng mà mình mua đồ ăn người ta nấu sẵn bên ngoài mang về nhà mình ăn cho nó mát, đúng không? Chứ không thích xô bồ, hướng nội, đúng không? Đó thì nó sẽ là từ naka shoku. Nhìn thấy chưa? Nên đây nếu nó phải là naka shoku cơ, phải có từ tanomu. Đúng là mình không tự nấu mà đi ăn ngoài, ok. Nhưng vì đi khái niệm tanomu các bạn ơi. Nhìn thấy chưa? Nên câu D bị sai các bạn nhớ. Nhìn thấy bạn nào mà chọn D nhở? Đấy bạn Cường Phạm chọn D là sai mất rồi. Nhớ cho đáp án của mình chính xác sẽ là C. Đi ăn rồi mới về mà là ăn ở nhà ngoài chứ còn gì nữa. Nhớ chưa? Nhớ. Chứ còn đây là gì? Chủ nhật tuần tới chúng mình đi ăn ở công viên là không? Đúng không? Chỉ là shokuji thôi, dùng bữa ở công viên. Khi bận quá là mình sẽ mua cái này và ăn tả bề mát thôi, chứ không có naka gì cả, không có gai cái hết. Nhớ đáp án chính xác đây sẽ là C. Chuẩn xác nha. Tiếp himo, vừa rồi mình có himo đấy, các bạn chọn gì nào? Himo o hiku. Himo de naka hipparu. Sento himo ga attara. Rồi himo o kakeru. Đó, chúng ta dùng khái niệm nào trong những khái niệm ở đây? Nào, câu 3 các bạn chọn gì nhá? Câu số 3 các bạn ơi, comment. Chào các bạn, comment câu 3 nhá. Himo là dây, biết rồi đúng không? Đó, vừa rồi trên dây có là himo musubu. Không có. Himo de shibaru. Trói cột bằng dây. Không có, mới chịu chứ lệ, đúng không? Vậy chọn gì các bạn ơi? Rồi, xong Tiểu Nhi. Em là ai? Cô gái hay nàng tiên? Mày thả tim cho Lan Sensei của em à? Em ở lớp nào của Sensei nhỉ? Nào, câu số 3 của chúng mình chọn gì? Đúng rồi, kéo dây. đúng không? Đấy mà buộc dây lại chúng mình sẽ kéo cái dây, gạt cái dây, đúng không? Đấy, ví dụ như cái em những cái đèn ấy chúng mình có mà bật công tắc ra, đúng không? Suy chỗ sự thì sẽ có là gì? Hít cự. Như đấy, kéo cái sợi dây là đèn nó sáng đấy. Đó, thế mà nhớ mẫu câu Yoninate được là cái mẫu câu nói về cái setup, những cái tự động của máy móc nó sẽ như thế, tự động như vậy sẽ là Yoninate được. Chứ trong trường này đúng không? Đấy, khi mình đang trên núi đúng không? Mình mệt quá thì mình sẽ đó, Hipado đây là kiểu như là kéo cái dây đấy chẳng hạn này, bám vào nó. Như này chưa, kéo tay cơ đúng không? Hipado tên một đáp tả đúng không? Chứ không phải là chúng ta sẽ lôi kéo là cái gì bằng dây này. Nhớ cho bị sai mất nhất là câu B không chính xác. Nhớ. Rồi câu nào nữa? Cái cúc mà mình tuột đúng không? Thì nếu mà có kim và chỉ chứ, thì có kim đây rồi và có ito chứ không phải là himo. Nhờ harito năng cả ito đúng không, chứ không phải là himo đúng không, thì mình sẽ cho tôi mượn để tôi không có lại. Nhớ để không bị lấy mất chiếc xe đạp thì chúng ta khóa lại cà ghiếu cà kê nữa cơ đó, chứ không có buộc dây vào. Nhớ rồi, chính xác có 3 đáp án A chuẩn luôn nha, kéo dây chuẩn. Tiếp nào, kanjo. Vừa rồi chúng ta có khái niệm là kanjo osai được, thế mà ở đây không có các bạn ơi. Nhìn thấy chưa, lúc nãy có kanjo osai được là kiềm chế cái tình cảm, nói cảm xúc của mình lại, nhưng đây không có cả ồ sai được nào cả, vậy dùng cái gì đây? Nào các bạn comment câu số 4 trên xe xem chọn gì nào. Đấy, những bạn nào mà đang học mới học Mimikara này đúng không, thì các bạn có muốn xem có những cái C đi để chữa hết các bài tập này cho các bạn không? Đúng không? Những phần đấy, ngoài ra ở trên cái fanpage Mai Lan Sensei chẳng hạn, nên Sensei có gửi cho các bạn những cái bài tập dạng trắc nghiệm nữa đúng không, để chúng ta có thể ghi nhớ từ vựng hơn, tổng hợp những cái phần từ vựng ở phần đầu Sensei chẳng hạn ấy, bạn thấy có hữu ích không ạ? Đấy, không phải chỉ đơn giản là học nguyên cái từ ấy thôi, thậm chí dịch rất kỹ đúng không, có những cái video mà dịch rất kỹ cho bạn từng câu đấy rồi, nhưng mà không, Sensei muốn tổng hợp lại để ngắn gọn lại, cô đọng xúc tích lớp những cái từ mà chúng ta hay bắt gặp, mà thậm chí nó đi theo cụm với nhau chứ không phải là cả một câu đúng không, câu thì dài quá mình rất là ngại đúng không, không phải chỉ mỗi một từ về đặt vào ngữ cảnh nó lại nghĩa khác đi. Nhớ đó, kanjo các bạn chọn số câu B à? Ở BD nhiều thế, đầu tiên câu B này nhá, mình đọc xong đúng không thì mình sẽ có gì nhỏ, cũng là can nhưng mà kanjo chứ nhỉ, đúng không? Cảm gì nhỉ, cảm động hay là có cảm động hoặc là gì, cảm tưởng chứ, cảm tưởng sâu sắc chứ, đọc tiểu thuyết xong rồi cảm tưởng, có văn cảm tưởng ấy đúng không, thì nó phải là kanjo hoặc kando mới chính xác. Nên câu này không đúng rồi đúng không? Có bạn chọn D, bạn nào cũng như mà thấy D. A nó là, tôi quay câu A đã. Dạ bố tôi lúc đấy đúng không? Đôi yêu để snack chi tệ tạc cầu và này, tôi không biết là bố tôi đang kiểu như là có cái cảm xúc như nào, cái hiêu ghen à đúng không? Cái kimochi à, nó mới hợp lý. Dạ không à, từ này cũng không dùng được. Lại sai tiếp nhớ. Có bạn chọn D đâu, vừa rồi có bạn ở chọn D, đây lên Trang chọn D. Đây là gì đây ạ? Khi đứa con mình nó nghịch ngợm quá, nó đùa nghịch quá thì mẹ mình đúng không? Đã thể hiện ngay ra mặt đấy đúng không? Và kiểu như là rất là tức giận. Đúng không? Không dùng cái từ này, đúng không? Đó, không dùng trong ngữ cảnh này các bạn nhá. Kanjo ở đây này, với tất cả tấm lòng, tình cảm đặt trong đấy. Kono kia quá moto kanjo komete hite kudasai. Hãy đánh cái khúc nhạc này với tất cả những tâm tình, tình cảm đặt vào trong đấy. Người ta dùng từ kanjo này các bạn ơi. Đáp án phải là C mới chính xác. Quay xe. Nhìn thấy chưa? Những từ bạn cứ nghĩ là hiểu rồi, bạn nghĩ là biết hết rồi, nhưng mà đến lúc mình làm trong bài nó vẫn bị sai đó. Và xu hướng những năm gần đây nó toàn hỏi kiểu này thôi. Những cái từ cứ na ná rông giống vào với nhau. Nhớ chưa ạ? Các bạn lưu ý câu này sẽ là C nhá. Ok, câu cuối cùng của chúng mình. Giai điệu. Từ này dễ biết, đúng không? Nhưng xem chọn đúng không lại là vấn đề khác nhá. Các bạn ơi, các bạn thấy những series như này có hữu ích với các bạn không? Để xem sẽ làm tiếp cho các bạn nào. Đi với komete không để ý đấy, cứ đi với komete nó sẽ đi với komemas chúng ta kimochi này, kansha này, kanjo này, với tất cả tấm lòng đúng không? Em làm em nấu món ăn này với tất cả tấm lòng của em đúng không? Rồi, cảm ơn bạn Hoài Nam. Nào tiếp nào, 4 xe chính xác ở con năm cuối cùng giai điệu. Chốt câu này về bờ nhé để chúng ta kết thúc buổi livestream ngày hôm nay nào các bạn ơi. Đấy, đi với komete không để ý đúng không? Con 5 xe chắc chưa? Ôi rồi ôi, từ này chích cự đúng không? Sekiyo nó phải là gendio, cũng là chữ liệu nhưng nó phải là gendio tối sẽ chikuradeta. Nhìn thấy chưa? Cái plastic ấy đúng không? Được làm từ một cái nguyên từ cái sekiyo đúng không? Đó, nó chế tạo ra cái gendio, sau cái thành phẩm mình không còn nhìn thấy nó nữa em ơi. Thì nó phải là gen đúng không? Nếu câu C phải là gendio. Tuấn ơi, Quy ơi, Hòa Nam ơi, đúng không? Duy ơi, Himawari ơi. Nhìn thấy chưa, từ này nó phải là gendio, chữ nguyên và chữ liệu cơ, chứ không phải là giai. Chính xác chưa? Đúng không ạ? À? Bạn Văn Toàn quay sang cho à, dạ sidio. Đấy, âm án về là tư liệu nhưng mà nghĩa là tài liệu cuộc họp cơ mà. Tiện nói sổ đuôi. Rồi ôi, mệt quá, đúng không? Là chứng từ hồ sơ. Nhá, từ này phải là sidio chứ không phải là giaidio. Từ C của chúng mình phải là gendio chứ không phải là giaidio. Đó, thấy chưa? Nhá. Rồi từ kia xem gì nữa? Hanashi à, hô phụ Wadai, rất là wadai nhở, đúng không? Những câu chuyện của người ấy nói lúc nào cũng rất là phong phú, nhiều chủ đề, có thể là wadai, chủ đề phong phú chứ không phải là tài liệu nguyên phong phú. Dạ sai mất rồi, quay xe sang D, chính xác. Sở thích của em, đúng nhỉ? Đúng rồi, là may vá, đúng không? Tạo ra những cái túi này ạ, đúng không? Và nguyên liệu thường thường chỉ là tôi đã mua ở đấy đó. May vá xong mình vẫn còn nhìn từng cái chất liệu của nó làm bằng cái gì, làm bằng giấy, làm bằng vải này vải kia, đúng không? Giữ nguyên được cái nguyên liệu ban đầu ấy, đúng không? Mình nhìn được cái nguyên liệu ban đầu tạo thành cái gì thì nó sẽ là giai điều. Còn đấy, bạn nhìn cái chai nhựa cái thứ làm gì thấy cứ dầu mỏ đấy, đúng không? Thì sau khi thành phẩm mà chúng ta không còn nhìn thấy gốc rễ của ban đầu của nó sẽ là gen điều. Đó, tưởng dễ à? Nhờ, đố chốt đơn, chính xác đáp án của chúng mình sẽ là D nhớ. Thấy chưa ạ? Đọc từ vựng thì tốt rồi, đúng không? Biết được nghĩa tiếng Việt cũng tốt rồi, nhưng sử dụng nó lại là chuyện khác. Và cái này chúng ta vẫn chưa có bạn hướng dẫn sử dụng. Thế đây, cô Lan ở đây, đúng không? Sẽ làm những CD cho các bạn nhớ theo dõi nhá. Thứ năm hàng tuần, đúng không? Trên fanpage của Mai Lan Sensei nữa, sẽ thường xuyên cập nhật những cái bài test nữa, đúng không? Để các bạn nữ dễ nhầm, đúng không ạ? Đấy, thì ra là vậy bị lửa. Quay xe quá nhiều, em quay xe mỏi, quay xe chóng hết cả mặt luôn, đúng không? Đấy thì ra là, nhưng công nhận không? Những từ đấy bạn biết mà, nhưng bạn cứ mơ màng, cứ mơ hồ thôi thì đấy chúng mình đấy lại không dùng đúng được rồi. Nghĩa tiếng Việt ok, biết chữ Hán ok, dịch ra nghĩa của nó cũng ok, nhưng phải ứng dụng được nó chính xác trong ngữ cảnh thì lại chưa ok. Nhớ chưa? Đúng rồi, chính xác. Đấy, nguyên liệu làm sao biết là cái này bằng vải, cái này bằng giấy, đúng không em? Đó là làm túi xách, các thứ là may vá chẳng hạn này, nên mình thường mua ở cái siêu thị, nhầm cái trung tâm thương mại à, đúng không? Nhớ. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều, đúng không? Hẹn CC tối mai. Tối mai lớp mình có buổi của lớp tốc chiến, đúng không ạ? Đấy, đồng hành buổi 3 để nghe CC tâm sự gì? Dạy dừ ra bao nhiêu kiến thức nào, hay nhiều ơi là nhiều, tâm sự gì tầm này. Nhớ rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn trong những series tiếp theo, đúng không? Buổi tiếp theo của chúng mình sẽ học về động từ. Các bạn nhớ cập nhật ở trên fanpage Mai Lan Sensei Kosei Nihongo để cập nhật những cái phần kiến thức mà Sensei chia sẻ này, học trước này, đúng không? Học đi học lại nhiều lần cho nhớ nhá. Hai minasan, o tsukare sama desu. Cảm ơn anh em, cảm ơn các bạn rất nhiều.